Mùa hè 2019, bộ phim truyền hình cổ trang Tiên Hiệp Trần Tình Lệnh phát sóng đã làm mưa làm gió và chinh phục khán giả trên khắp châu Á. Nhờ vào sức hút của các tác phẩm này mà hai diễn viên chính là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng vụt sáng trở thành những tên tuổi nóng nhất showbiz hiện nay. Trong năm nay, họ liên tiếp nhận được những cơ hội lớn góp mặt trong các dự án truyền hình đình đám. Về phía Vương Nhất Bác, nam diễn viên may mắn có cơ hội hợp tác với nữ hoàng rating Triệu Lệ Dĩnh trong dự án kiếm hiệp cổ trang Hữu Phỉ. Bộ phim kể về thiếu nữ Chu Phỉ và chàng thiếu niên Tạ Doãn. Cả hai đã cùng nhau trưởng thành, lớn lên trải qua thăng trầm của cuộc sống và trở thành anh hùng của thời đại đó. Trở lại màn ảnh sau thời gian nghỉ ngơi sinh con, Triệu Lệ Dĩnh ngay lập tức đã nhận phải rất nhiều ý kiến phản đối khi đóng cùng đàn em kém cô gần chục tuổi. Tuy nhiên, khi những hình ảnh được đoàn phim tung ra thì khán giả lại yên tâm vì tạo hình cổ trang đẹp mê mẩn của hai người. Trong khi đó, Tiêu Chiến lại gây chú ý với bộ phim có đề tài y khoa Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, hợp tác cùng Dương Tử, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Giang Tiểu Lục. Nội dung phim kể về chuyện tình yêu của cô sinh viên năm cuối Lâm Chi Hiệu và bác sĩ khoa dạ dày 31 tuổi Cố Ngụy. Chỉ vài ngày sau khi đăng tải, trailer của Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn đã phá 100 triệu lượt xem. Đây là con số khủng mà không phải bộ phim nào cũng làm được. Được biết, Hữu Phỉ của Vương Nhất Bác và Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn của Tiêu Chiến dự kiến lên sóng cùng thời điểm vào tháng 11 năm nay. Ai sẽ giành phần thắng trong cuộc chiến màn ảnh này? Bạn mong chờ phim của thần tượng nào hơn? Hãy chia sẻ cảm nghĩ và bình luận cho chúng mình biết nhé!